Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Hiện tại Thanh Phú đang ở Mỹ Hiệp của huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Hôm nay Thanh Phú mời quý anh chị em mình cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm bonsai đẹp. Trước màn hình quý vị cùng toàn thể anh chị em, đây là nhà vườn bonsai Văn Minh. Đây cũng là một thành viên của Hội Sinh vật cảnh của huyện Phù Mỹ. Thì hôm nay nhà vườn cũng có tổ chức buổi giao lưu kết nối bonsai tại vườn của mình. Trước một không gian rất rộng và đã sắp xếp bài trí những tác phẩm bonsai từ các nhà vườn của các huyện lân cận trong tỉnh Bình Định. Thì tất cả anh em cũng là niềm đam mê bonsai kết nối đã đưa những tác phẩm của mình đến đây để trưng bày. Và được bố trí cũng như sắp xếp tại nhà vườn bonsai Văn Minh. Hiện tại thì cũng có một số anh chị em đã đến trước. Thì chút nữa cũng có diễn ra buổi gặp mặt, gặp gỡ, giao lưu. Đây là những lẵng hoa của các nhà vườn. Bên trong là không gian để giao lưu. Một cái biểu cảnh của nhà vườn rất là đẹp quý vị. Và sau đây Thanh Phú mời anh chị em mình cùng mà chiêm ngắm một tác phẩm Hoàng Anh Mộc. Rồi, đây là một tác phẩm Hoàng Anh Mộc xây kích đại. Một xây kích khá là khủng quý vị. Một tác phẩm dối. Tác phẩm dối này rất là lớn về kích thước, nhưng mà tính mặt vách thì đâu đó gần 8 mét quý vị. Bộ tán kinh khủng quý vị. Đây là phần rễ nôm, tức là đế cao. Tổng quan bố cục của cây, bắt một chiếc cầu, một chiếc cầu liền của một cái bộ đế, quá khủng khiếp cái bộ đế quý vị. Về kích thước chiều cao thì đâu đó là gần 4 mét. Một cái vị trí cũng như một cái không gian phải nói là rất rộng. Và Thanh Phú mời anh chị em mình cùng ngắm, chiêm ngưỡng từ phần bệ đế đến phần thân. Trên phần chi râm thật
thật sự mà nói là một siêu phẩm quá to, một đại thụ. Và anh chị em cùng chiêm ngắm một đại thụ, một tác phẩm Hoàng Anh Mộc xây kích quá khủng quý vị. Rồi, Thanh Phú đã bước vào bên trong. Sau đây Thanh Phú mời anh chị em mình cùng chiêm ngắm có những tác phẩm bonsai từ các nhà vườn. Và buổi họp mặt giao lưu kết nối cũng như là buổi nhập tiệc. Trước một không gian cũng như một view cảnh rất đẹp mắt quý vị, được bài trí cũng như một sân chơi. Đây là tác phẩm dúi. Và buổi giao lưu đã xong, đến buổi nhập tiệc. Trước màn hình quý vị cùng toàn thể anh chị em, rất đông anh chị em về đây hội tụ tại nhà vườn Văn Minh, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định. Và các lẵng hoa được bài trí rất đẹp mắt quý vị, vì tinh thần tình yêu bonsai nên anh chị em các huyện lân cận của tỉnh Bình Định đã mang những tác phẩm bonsai của mình và đến đây để tham gia giao lưu và kết nối. Thì trong buổi tiệc cũng có chương trình văn nghệ. Rất đông anh chị em. Các lẵng hoa được bài trí trước sân khấu đẹp mắt. Với tinh thần tình yêu bonsai quý vị nên rất đông đủ anh chị em. Rồi, chào anh. Rồi, Thanh Phú mời anh chị em mình cùng chiêm ngắm những tác phẩm bonsai đã được bài trí rất đẹp mắt. Đây là sam núi.
tác phẩm Hoàng Anh Mộc, Xây kích bưng bê. Quá tuyệt vời, không có gì. Một nghệ thuật bonsai phải nói là đẹp mắt. Và những tác phẩm Hải Châu, hàng bưng bê. Đây là một tác phẩm Sam Núi, cũng hàng bưng bê. Và Thanh Phú chia sẻ anh chị em mình cùng xem và cảm nhận từng tác phẩm. Và có những xây kích tầm nhỏ hơn, hàng mini. Và Thanh Phú mời anh chị em mình cùng chiêm ngắm một tác phẩm Hải Châu. Quá tuyệt vời quý vị. Thực sự mà nói rất nhiều tác phẩm bonsai được sắp xếp cũng như sự bài trí đẹp mắt. Đây là Sam Núi, một tác phẩm Sam Núi tuyệt vời quý vị. Đây là Hải Châu. Chào em, rất vui. Đây là Mai Chiêu Thủy. Phẩm Mai Chiêu Thủy, bộ cốt nghệ thuật. Và một tác phẩm Si, hàng xây kích tầm 4 người bê. Thanh Phú mời anh chị em mình cùng ngắm những tác phẩm Sam Núi. Hàng siêu già,
Đây cũng là sam núi quý vị. Và một tác phẩm tùng Đài Loan. Và một tác phẩm xanh bám đá. Một tác phẩm khá là nghệ thuật, sam núi, được phối tiểu cảnh quý vị. Quá đẹp mắt. Một tác phẩm Hải Châu siêu già. Sam núi. Là Hải Châu. Một tác phẩm Trắc. Và một tác phẩm khá là nghệ thuật. Đây là một tác phẩm cóc quý vị, đang cho quả, tức là đang cho trái trên cây rất là nhiều. Quá tuyệt vời. Đây là một tác phẩm cẩm thị quý vị. Cẩm thị. Một tác phẩm si. Và đây là sam núi cũng siêu già. Cây này tông rất là cao. Và đây là tác phẩm xanh. Một tác phẩm Trắc. Và một tác phẩm Cần Thăng. Cây này cực quái quý vị.
Bên này một số hàng bưng bê cũng nhiều chủng loại quý vị. Có những tác phẩm Hải Châu, Sâm Núi, hàng mini rất đẹp. Giấy Mỹ, mùa này giấy Mỹ rộ hoa quý vị. Hải Châu thì cũng sắp đến mùa trái, hoa trái Hải Châu rồi quý vị. Đây là một tác phẩm trắc hàng mini, quá nghệ thuật quý vị. Đây là Hải Châu. Tác phẩm Hải Châu mini đẹp quá. Đây là một tác phẩm sơn liễu quý vị. Cái bộ lá của nó ra cái lọc non quý vị, nó đỏ đẹp. Mai Chiêu Thủy, có những viên đá có những cái hình thù kỳ dị về thiên nhiên đẹp mắt. Mai Chiêu Thủy, đẹp quá, những hàng mini. Mai Chiêu Thủy đang bức lọc non. Cái Sâm Núi mini, rồi Hải Châu, rồi thành phố, mời anh chị em mình cùng ngắm phía bên này. Bên này cũng có bố trí cũng như trưng bày cũng khá nhiều tác phẩm bonsai quý vị. Đây là Hải Châu. Thì cũng sắp tới mùa Hải Châu rồi quý vị. Tác phẩm xanh, Mai Chiêu Thủy. Khu bên này thì cũng rất là rộng quý vị, được bài trí khá là đẹp mắt. Hải Châu,
có những tác phẩm sâm núi mình vặt lá đó quý vị, nó khoe ra cái dàn xương dàn râm nhìn rất là đẹp. Đây là một tác phẩm dúi. Lộc Vân, Mai Chiêu Thủy. Có một tác phẩm me siêu trái. Là Mai Chiêu Thủy. Đây là xây kích tầm bưng bê. Cũng quá là nhiều tác phẩm bonsai, cũng nhiều chủng loại quý vị, từ hàng mini, hàng bưng bê đến hàng xây kích lớn. Được bài trí khá là đẹp mắt. Một không gian rất là rộng quý vị. Đây là tác phẩm Hải Châu, cốt hình thú. Đẹp quá. Những tiểu cảnh Hải Châu. Tác phẩm sâm núi. Và một tác phẩm xanh. Và một tác phẩm dúi quý vị, một cốt nghệ thuật. Đây cũng xây lớn vào những chiếc chậu quạt. Không gian rất là rộng. Có những viên đá núi được trang trí.
tác phẩm chắc. Hải Châu. Đây là tác phẩm Bồ Đề. Một tác phẩm Hải Châu, hàng siêu to quý vị. Bên này là một tác phẩm Tùng. Và đây là một cụm rừng, một tác phẩm Dúi. Một cụm rừng siêu to. Một tác phẩm Tùng đẹp quá. Rồi thì vừa qua Thanh Phú đã review cũng như chia sẻ, giới thiệu, gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em. Đây là nhà vườn Văn Minh. Và hôm nay nhà vườn cũng có tổ chức buổi gặp mặt giao lưu kết nối với tất cả anh chị em. Rồi Thanh Phú xin chào quý vị, hẹn lại quý vị cùng toàn thể anh chị em những cuốn video cũng như những tập tiếp theo. Rồi, Thanh Phú xin chào.